Tiểu sử Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất sinh ngày 10 tháng 3 năm 1944 tại làng Bến Thôn, xã Dì Nầu, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, nay là thành phố Hà Nội, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Ngài là em trong nội tộc của Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương. Từ năm 1955 đến năm 1962, chủng sinh Gioan Maria Vũ Tất tu học tại tiểu chủng viện Thánh Du Xe Sơn Lộc. Từ năm 1962 đến năm 1966, Ngài là giảng viên của tiểu chủng viện Sơn Lộc. Đầu năm 1966, Ngài về quê ở Thạch Thất lao động, đồng thời tham gia hướng dẫn các tu sinh có ý muốn tìm hiểu về con đường tu tập. Từ năm 1977 đến năm 1998, Ngài được cử đi học trực học và thần học. Đi cùng với Ngài có Đức cha Giuse Phan Thế Hân, giáo phận Hưng Hóa, và Đức cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, giáo phận Bắc Ninh. Sau khi thầy Gioan Maria Vũ Tất hoàn thành các chương trình học và thử thách mục vụ, thầy đủ mọi điều kiện để được thụ phong linh mục theo quy định của giáo hội. Suốt nhiều năm liền, tòa giám mục đề nghị chính quyền chấp nhận để tổ chức lễ phong chức linh mục cho thầy Vũ Tất, nhưng đều không được chính quyền đồng ý. Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, lúc bấy giờ đang là giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã quyết định phong chức linh mục chui cho thầy Gioan Maria Vũ Tất vào ngày 1 tháng 4 năm 1987. Thánh lễ phong chức linh mục cho thầy Gioan Maria Vũ Tất được tổ chức trong một căn phòng tại tòa giám mục Bắc Ninh mà không cần sự chấp nhận của chính quyền. Trước khi lễ phong chức diễn ra một ngày, thầy Gioan Maria Vũ Tất phải giả làm một người bán rau. Ngài đi xe đạp vượt con đường gần 100 km từ quê nhà ở Thạch Thất ra tới Bắc Ninh để tham dự lễ phong chức linh mục cho mình nhằm tránh bị chính quyền phát hiện. Sau khi lại nhận chức linh mục, cha Gioan Maria Vũ Tất được cử về mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa. Ngài đặc trách việc đào tạo các linh mục cho đến năm 1995. Cũng trong thời gian này, có một năm Ngài đi tu nghiệp tại Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Năm 1995, cha Gioan Maria được tòa giám mục cử đi học giáo luật tại Đại học Urbaniana Roma. Năm 1997, Ngài tốt nghiệp cử nhân giáo luật. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Roma, Ngài được Đức giám mục cho phép qua Pháp để tiếp tục theo học các khóa về mục vụ tại Đại học Công giáo Paris, nước Pháp. Năm 1998, cha Gioan Maria Vũ Tất về nước. Ngài đảm nhận chức trợ tá tại tòa giám mục Hưng Hóa, kiêm nhiệm phụ trách mục vụ tại tỉnh Lào Cai. Từ năm 1999 đến năm 2004, cha Gioan Maria là giáo sư môn giáo luật tại Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Từ năm 2003 đến năm 2010, Ngài được giám mục giáo phận bổ nhiệm làm linh mục chính sự giáo xứ Bách Lộc thuộc giáo phận Hưng Hóa. Đầu năm 2005, Ngài được giao kiêm nhiệm chức phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhĩ Sở Kiện. Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Gioan Maria Vũ Tất làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ tấn phong giám mục cho Ngài được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, hồi 7 giờ 30 phút sáng thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2010. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là sự thật trong yêu thương. Chủ phong thánh lễ là Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hưng Hóa, và phụ phong là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, và Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 1 tháng 3 năm 2011, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm Ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, thay thế cho Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương được chuyển đi làm giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ nhậm chức giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất được cử hành tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc Hưng Hóa ngày 22 tháng 3 năm 2011.
Ngày 29 tháng 8 năm 2020, Đức Tổng giám mục Marek Gillespie, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo, Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận cho Đức cha Joan Maria Vũ Tất từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Đồng thời, bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, hiện đang là giám mục phụ tá giáo phận Vinh, làm giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa. Nhân ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020 tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, giáo phận Hưng Hóa, tổ chức thánh lễ tạ ơn kết thúc sự vụ giám mục chính tòa của Đức cha Joan Maria Vũ Tất và khởi đầu sự vụ giám quản tông tòa của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thánh lễ này chỉ có sự hiện diện của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Joan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa và Đà Lạt, Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long, giám mục chính tòa giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đề, giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phạt Diệm. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý cha tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Vinh, quý cha giám đốc của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier giáo phận Vinh, Đại chủng viện Huế, quý cha trong và ngoài giáo phận Hưng Hóa, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và tu sinh cùng đại biểu giáo dân đại diện cho các giáo xứ trong toàn giáo phận. Cùng với đó, bề trên giáo phận cũng mời gọi tất cả anh chị em tín hữu tham dự thánh lễ trực tuyến để tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho giáo phận, cho quý Đức cha. Vào lúc 8 giờ, tại nhà nguyện tòa giám mục Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo huấn của giáo hội. Trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Joan Maria Vũ Tất, quý Đức cha, quý cha trong ban tư vấn và đại diện quý cha quản hạt. Sau đó, quý Đức cha di chuyển vào nhà thờ chính tòa Sơn Lục để hiệp dân thánh lễ tạ ơn. Sau khi giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ, cha trưởng ấn Phêrô Lê Quốc Hưng công bố sắc lệnh của Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc. Đại diện cho linh mục đoàn và mọi thành phần dân chùa trong giáo phận, cha tổng đại diện Đa Minh Hoàng Minh Tiến dâng lời tri ân Đức cha Joan Maria. Sơ lược về tiểu sử của Đức cha cho thấy ngài chính là một trang sử sống của giáo phận Hưng Hóa. Giáo phận được thành lập đến nay là 125 năm, Đức cha đã sống tròn 76 năm tuổi tại giáo phận, chứng kiến tất cả những diễn biến lịch sử bi hùng của giáo phận trong niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác. Trong sự vụ giám mục, Đức cha luôn là người cha hiền hòa, cần mẫn, gương mẫu trong đời sống cầu nguyện. Để nhắc nhở đoàn chiêng phải biết chăm sóc đời sống thiêng liêng, bám chặt lấy Chúa là mọi nguồn ân sủng để có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Giờ đây, Đức cha sẵn sàng đi hưu nhưng không nghỉ hưu. Đức cha không còn trách nhiệm mục vụ nhưng vẫn tiếp tục sống đời mục vụ bằng việc mỗi ngày dâng lên Chúa những hy tế cuộc đời để cầu nguyện cho giáo hội, cách riêng cho giáo phận và cộng đồng dân Chúa trong giáo phận Hưng Hóa. Chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, vị chủ trang mới của giáo phận, cha tổng đại diện chia sẻ, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Đức cha đã bày tỏ lòng tin yêu, vâng phục tòa thánh, sẵn sàng ra đi đến một giáo phận vùng ngoài biên xa xôi. Ngài đại diện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hưng Hóa, xin hứa sẽ luôn vâng phục và cộng tác tích cực với Đức cha để làm nên một cộng đoàn phụng từ sụt sắng, xây dựng giáo phận trở nên một cộng đoàn hiệp nhất và bác ái, thúc đẩy mọi thành phần dân chùa hăng say loan báo tin mừng. Tiếp lời cha tổng đại diện, Đức cha Joan Maria Vũ Tất bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh cha Francisco, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagore,
Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Đức Tổng giám mục Marek Jelesky, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa và sớm lo liệu ngay cho giáo phận có được Đức Cha Phêrô tiếp nhận sứ vụ giám quản tông tòa. Nhìn lại 25 năm đời mục vụ, Đức Cha nhận thấy rõ ràng sự quan phòng vô cùng kỳ diệu của Chúa và của mẹ Maria trên lộ trình ơn gọi linh mục và giám mục cho tới đất điểm Chúa đã an bài. 76 năm của cuộc đời trôi qua, có lúc phải chờ đợi lấy hơi sức để trèo đèo vượt núi, có lúc phải chờ đò vì ngăn sông, có khi phải tận dụng thời gian chờ đợi lâu dài để sắm sửa hành trang chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước. Trong tâm tình cảm tạ, Đức Cha đã mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto XVI ngỏ lời với dân Chúa: "Con có thể nói được rằng Chúa thực sự dẫn dắt con, ở bên con, hàng ngày con đều thấy được sự hiện diện của Chúa. Chính vì thế, hôm nay lòng con tràn đầy tâm tình biết ơn Chúa bởi người không để cho giáo hội và cả con nữa không được người an ủi, soi sáng và yêu thương." Sau những tâm tình đầy xúc động tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mẹ giáo hội, cảm ơn quỷ đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sáng. Đây cũng là điểm đánh dấu kết thúc sự vụ giám mục chính tòa của Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, một vị cha trung kính yêu, vì mục tử nhân lành, khôn ngoan và thánh đức, đã tận tùy phục vụ giáo phận Hưng Hóa, nhất là trong hơn 10 năm qua trên cương vị giám mục. Nói về hành trình ơn gọi của Đức Cha Gioan Maria, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhấn mạnh đến đời tu nhiều sóng gió của Ngài. Tuy vậy, giữa những thử thách gian nan, Đức Cha Gioan Maria vẫn kiên trì với ơn gọi. 33 năm trong chức vụ linh mục, hơn 10 năm trong chức vụ giám mục, Đức Cha đã để lại cho giáo phận một di sản quý báu và một tấm gương sáng về sự tận tâm phục vụ. Khi làm giám mục, Đức Cha đã chọn cho mình khẩu hiệu sự thật trong yêu thương. Sự thật nói lên sự can đảm mà yêu thương là tình bạc ái, lòng nhân từ. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chuyển tâm tình của Đức Tổng giám mục Marek Jelesky, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Ngài gửi lời xin lỗi vì đại dịch COVID-19 nên không thể đến tham dự thánh lễ chung chia niềm vui với giáo phận Hưng Hóa. Đức Tổng giám mục cùng nhân danh Đức Giáo Hoàng, nhân danh tòa thánh, cảm ơn Đức Cha Gioan Maria đã nỗ lực cố gắng trong một đời mục tử, để lại một di sản tốt đẹp và những ấn tượng không thể nào quên nơi cộng đoàn tín hữu, nơi chính quyền các cấp, nơi những người lương dân và nơi anh chị em, những người dân tộc thiểu số. Ngài cũng chúc mừng Đức Cha Phêrô trong sự vụ mới và nguyện chúc Đức Cha luôn có lòng nhiệt thành tông đồ, sức khỏe, sự bình an để đạt được những thành công trong công việc mục vụ đã được tòa thánh tin tưởng trao phó. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi hàng giáo sĩ, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong tình hiệp thông cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất và cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên trong khởi đầu một sự vụ mới tại giáo phận Hưng Hóa. Như vậy, tính đến năm 2024, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đã tròn 80 tuổi với 37 năm linh mục và 24 năm trong sự vụ giám mục. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất mà chúng con tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Nếu các thông tin trên đây còn có phần thiếu sót, kính mong quý cộng đoàn vui lòng lượng thứ và bỏ qua. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Cha khả kính đã cùng với các đấng tiền nhân góp phần xây dựng giáo hội Việt Nam quê hương chúng ta ngày một phát triển tốt đẹp hơn. Xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Gioan luôn tràn đầy ơn Chúa và sống an vui trong tuổi già. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để theo dõi các bản tin mới nhất của chúng con.